hành lý điện thoại giá chỉ từ 1,3 triệu mọi người. Hôm nay có vài con máy hành lý nha. Đây iPhone 12 nè, 5,250 triệu thôi người, mọi chức năng đều hoạt động bình thường nha. Và con Pixel 3 á, là con này em bán cho người chỉ có 1,3 triệu thôi. Con này cũng full chức năng luôn, ok chưa? Con này chạy con chip Snapdragon á là 835 nha, full chức năng. Và clip clip 4 nè, có 7 đặc biệt 5,5 triệu, ok chưa? Clip 4 nha, 7 đặc biệt 5,5 triệu đó. RAM 8 256 GB luôn. Hôm nay sẽ về được một số dòng máy như là S23 Ultra, con này còn bảo hành đến tháng 9/2024 rồi. S23 Ultra nha, màu đen, máy cực kỳ là đẹp luôn. Rồi mấy con này thì trả gốc không cần trả trước cũng được nha. Đó rồi, S23 Ultra nè, RAM 12 và 26 GB, S23 FE 14 Pro Max hôm nay cũng về được vài con, iPhone Max hôm nay mới về nè, Bi 100, ok chưa? Geno 10 hai con, Geno 8T5G được hai con luôn. Rồi bên em có bán trả góp không cần trả trước và có hưu cũ đã mới tất cả các dòng máy nha. Đó, ship code toàn quốc cho kiểm tra hàng, cái thanh toán luôn. Bây giờ sẽ lên cái con đầu tiên á, là con iPhone 12 5,250 triệu. Mấy con máy này á là em hưu của khách mọi người. Đó, khách lên đời khách bán lại nè. Đó, bây giờ mình test hết rồi. Và tình trạng sau bên em báo vậy, 5,250 triệu. Đây 5,250 triệu. iPhone 12, con này bản Nhật 64 GB, không giới hạn SIM, là phiên bản quốc tế nha, em bao quốc tế vĩnh viễn cho mọi người xài luôn. Pin á là con này đã hack rồi, có sao bảo vậy nha. Màn hình zin cam x1 nè, cam ốc gọng nè, và đây sẽ là camera selfie. Tiếp tục á là cảm ứng, đây cảm ứng đây đó, 5,250 triệu thôi, ok chưa? Rồi rồi, tiếp tục là Face ID, là nhận diện khuôn mặt mọi người. Đây Face ID nè, đó Face ID ok luôn. Tình trạng con máy này á, thứ nhất á là vỏ nó hơi xấu mọi người, không, vỏ nó có hơi xấu nè, ok chưa? Đây vỏ nó hơi xấu nè. Rồi tiếp tục á là con này hai pin tròi, và men này á là men xấu, men này đã sửa rồi nha. Con sao bảo vậy, 5,250 triệu. Cái màn hình này bây giờ cũng khoảng gần 2 triệu đó, còn như bán cái men 3 triệu mấy. Con này máy zin đẹp, bây giờ hiện tại ra 7 triệu mấy rồi, máy zin á là khoảng 7 triệu mấy nha, trừ xuống gần 3 triệu, trừ xuống gần 3 triệu mọi người. Tiếp tục là một con báo mấy con này trước, 12 Pro Max em vẫn còn xíu, sẽ báo con 1,3 triệu đẹp xíu nha, để em báo mấy con này trước nè. 12 Pro Max em vẫn còn nha, 12 Pro Max 128 GB nè. Đó, pin á là 8x, em sẽ bán cho người á là 11,999,000 đó. 12 Pro Max 128 GB, không dàn SIM, là phiên bản quốc tế luôn, ok chưa? Trả góp con này á là không cần trả trước cũng được. 12 Pro Max em vẫn còn, đây em còn hai con đó, hai con màu xanh luôn, 12 Pro Max nha. Rồi tiếp tục là 13 Pro Max thì cũng có, 13 Pro Max là 15,950, là phiên bản 26 GB, 13 Pro Max quốc tế full chức năng nha, zin nguyên bản rồi. Đây 256 GB, không dàn SIM, là phiên bản quốc tế nha, 15,950,000. Trả góp thì trả trước giúp em 1 triệu thôi là được, ok chưa? Tiếp tục em có giấy clip 4 nè, 5,5 triệu nha, đẹp xíu. Đó, giấy clip 4 5,5 triệu đẹp xíu nha. 14 Pro Max hôm nay em có luôn. Đây 14 Pro Max nè, 14 Pro Max thì hôm nay em có được màu tím, 256 GB. Đây iPhone 14 Pro Max 256 GB, quốc tế nha. Pin con này á là còn bao nhiêu ta, pin là 90 mọi người, giá bán là 21,650, 21,650. 14 Pro Max màu tím, ok chưa? Trả góp thì trả giúp em 5 triệu nha, 5 triệu là được. Rồi con này pin 91 em cũng có luôn. Này em cho mọi người xem hết tình trạng máy, thì ai chốt trước thì em bán trước mọi người đó, chứ em không giữ máy lại đó. 14 Pro Max này, bạn Mỹ 256 quốc tế nha, 21,650 luôn, em bán đồng giá luôn đó, em bán đồng giá luôn. Tiếp tục là một con pin 85 nè, cũng là 21,650 đó, pin 86 chứ, này pin 86 nè, pin 96 cho rồi, pin 96 nha. Đó, pin 96 em cũng bán đồng giá luôn, 21,650 mọi người, không, em không có cơ tiền lên nha, nên mọi người đừng có quan tâm là em có cấp pin không. Đó, nếu mà cấp pin á em sẽ cộng tiền rồi, cái này là em không cấp pin nha, cái này zin nguyên bản, con sao bao vậy à, em nhập xong để vậy luôn á, chứ không có cấp pin gì hết mọi người. Đó, tại vì em bán pin đồng giá đó, kích lên chi mọi người, bung máy ra mất công lỡ bị hư màn hình đó. Tiếp tục là 14 lút, bữa giờ mọi người có ai đợi 14 lút không? 14 lút là 13,800,000 nè, 14 lút nè, đây 13,800,000 iPhone 14 lút nha. Đó, 14 lút 128 GB, quốc tế nha người, không dàn SIM, và pin con này là còn á là 96%, pin cao. Đây màu trắng,
Ok, màu trắng nha. Chân sạc cũng còn khá là mới mọi người. Giá bán là 13 triệu 800 nghìn. Đó, 13 triệu 800 nghìn. 14 lút, con này phải ra xíu nè. Con sao bao vậy? Và 14 lút 256 GB. Con này đẹp gần như là 99 luôn, mọi người không? Đẹp như là gần 99%, 14 lút 256 GB. Đẹp gần như là 99%. Con nào đẹp sẽ nói đẹp mọi người. Mọi người không? Con này pin á là 92 và bộ nhớ là 256 GB. Đây, 14 lút. Đây, 14 lút nè, 256 GB quốc tế nha. Pin á là 92 là pin zin luôn nha. Đó, em bán không còn tiền. Rồi, 14 triệu 900 nghìn. Máy đẹp 99 mọi người. Đẹp gần như là 99 luôn. Đó, em quay khá là kỹ cho mọi người xem. Đây, chân sạc mới lắm mọi người. Không? Zin nguyên bản nha. Trả góp con này trả trước giúp em là 900 nghìn thôi. 900 nghìn thôi là được mọi người. 14 nút 900 nghìn thôi trả trước. Trả góp thì phải đến cửa hàng nha. Hôm nay cũng về được Ipmart đó mọi người. Ipmart thì bữa giờ mọi người hỏi nhiều quá. Đó, Ipmart mọi người hỏi nhiều quá. Hôm nay em cũng về được hai con. Ipmart nè, 64 GB nè, quốc tế mọi người. Và pin con này là còn 100%, pin đã hay mới, màu đen. Màu đen, màu vàng bán đồng giá luôn. 6 triệu rưỡi 50. Ok chưa? 6 triệu rưỡi 50. Còn đây màu vàng nè. Đó. Màu vàng cũng có luôn, 64 GB quốc tế nha. Pin là 100% là pin hay mới. Đây màu vàng đây. Ok nha mọi người. Đó, 6 triệu rưỡi 50 luôn. iPhone Max là 6 triệu rưỡi 50. S21 Ultra bản Việt Nam có không ạ? Để em coi có không. Ngày mai em có nha. Ngày mai em sẽ có S21 Ultra bản Việt Nam. Còn hôm nay thì hết rồi. Hôm nay em còn bản Mỹ thôi, 8 triệu rưỡi 50. Ok chưa? Rồi, 15 Pro Max thì em còn một con mà đã xíu sẽ quay. Em sẽ quay trước mấy con hàng thanh lý mà người cũng vô đông rồi. Đó, đầu tiên sẽ là một con Pixel 3. Cái con này thì chụp hình rất là đỉnh mọi người. 1 triệu 300 nghìn. Này, con này em chốt trên live. Em lấy một cái máy chụp hình cho người xem. Đó, em lấy con Pixel nè. À là em lấy con clip nè. Này, chỉnh chế độ chân dung. Này, chân dung. Chụp một tấm hình cho người xem. Đang xử lý mọi người không? Đang xử lý nè. 1 triệu 300 nghìn. Người xem có đẹp không nha. Đó, mọi người xem có đẹp không nha. Đây, đẹp không mọi người? Nét căng luôn đúng không? Con này là RAM 4 GB. Bộ nhớ sẽ là 64 GB mọi người. Mọi người không? Chụp rất là nét luôn. Đó, rất là nét luôn mọi người. Đây, mọi người mới vào cho một like mấy các mọi người ơi. Đây, 1 triệu 300 nghìn nha. Tình trạng con máy này á là kính của nó bị xước. Đây, để em chùi các mọi người. Kính của nó bị xước. Đây, nó bị xước nè, không? Quá trời luôn. Đó, bị xước quá trời luôn. Và mọi chức năng khác đều hoạt động bình thường như là camera F1, F2 nè. Và đây sẽ là camera selfie. Đây. Đó. Còn mọi chức năng khác đều hoạt động bình thường nha. 1 triệu 300 nghìn. Đó, 1 triệu 300 nghìn thôi. Rồi, tiếp tục là con dép clip 4. Dép clip 4 5 triệu rưỡi. Con này bản đặc biệt 256 GB. Đó, 5 triệu rưỡi. Là dây clip 4, mấy con này hàng thanh lý dây clip 4 nè. Đây, RAM 8 256 GB. Bản chính hãng Việt Nam 2 SIM nha, 1 e SIM, 1 xử lý mọi người. Màn hình là sáng đẹp, không ám mố, không lưu ảnh và không bị đớm. 5 triệu 500 nghìn. Đó, 5 triệu rưỡi không mọi người. Đây ngoại hình của nó đây. Không. Đây ngoại hình của nó đây. Ok chưa? Đó, cũng còn khá là đẹp nha, tầm khoảng 98%. Thì con này em bán á, thứ nhất á là mở ra không hết mọi người. Đây, nó mở ra không hết nè, không nó mở ra nó bị không hết nè, nó bị kẹt cơ và cái nếp gập của nó bị xước xước xíu. Đó, nó bị xước có một xíu à. Để em chùi các mọi người. Em bán là 5 triệu rưỡi. Em bán là thanh lý, con này là bảo test 7 ngày, còn tất cả máy bên em đều được bảo hành 3 tháng nha. Con này bảo máy bảo hành bảo test 7 ngày, lỗi trả tiền luôn. Ok chưa? Nó bị xước xíu nè. Con sao bó vậy? Cái này thanh lý giùm. Đây, con này cũng vậy luôn. Con này thì 6 triệu tư mà con này không bị lỗi gì hết. 6 triệu tư bao test 7 ngày. Đó, con này nó chỉ bị á, là vết xước cứng ở đây nè. Nó hơi xấu một xíu không rồi. Hơi xấu một xíu đây nè. Nó bị phẩy ra xíu nè. Đây, nó bị phẩy ra xíu nè. Còn nhiêu là bình thường hết. Ngoại hình nè. 6 triệu tư. Xmart, nó nhầm. Với clip 4, con này là bản Việt Nam 128 GB. Chính hãng nha. Không bị lỗi gì hết nha mọi người. Việt Nam chính hãng. Đó, nó hẳn băng nè không. Đó, 6 triệu tư. Đây, hai sim nha, một e sim, một siêu lý mọi người, RAM 8 128 GB. Đó, máy rất là đẹp luôn, nó chỉ bị phẩy đây xíu thôi. Phẩy đây xíu không rồi. Rồi, tiếp tục là S21 Ultra. S21 Ultra. Chính hãng Việt Nam mọi người. Đây, chính hãng Việt Nam nha.
con này bảo hành tháng 9 2024 rồi, 16.600.000 đóng cửa, nóng quá chị ơi, chừng này mẫu mới lạnh mạnh lên xíu chứ. Đây S23 Ultra chính hãng Việt Nam 2 sim. RAM con này là RAM 8, bộ nhớ là 26GB. Con này sẽ bán cho người là 16.600.000. 16.600.000 mọi người. Đó. Đây, máy cũng còn khá là chất nha. Siêu viền bên hông vẫn còn nè, bên dưới thì á là còn chiếc sạc máy tính nè, mọi người thấy không? Bên hông nè, bên trên nè, ok chưa? Đó, bên trên là còn siêu viền nha. 16.600.000 bảo hành chính hãng nha. S20 FE bảo hành chính hãng luôn. Và con này bảo hành đến tháng 6 2024. S20 FE con này hô khách. Đó. Chính hãng Việt Nam 2 sim. RAM 8GB, bộ nhớ là 26GB thì con này sẽ là chạy con chip Snapdragon 865 nha. Đó, 865 mọi người. Đó. Ok chưa? 865. 5.2 triệu, bảo hành chính hãng Việt Nam. Máy còn rất là đẹp nha. Mọi người không? Máy còn rất là đẹp luôn. 5.2 triệu. Rồi, S22 Ultra. Con này á là phiên bản RAM 12 và bộ nhớ là 256GB. Đây, RAM 12GB. Bộ nhớ là, ủa con này 512GB chứ. Em nói nhầm nha, RAM 12GB, bộ nhớ là 512GB. Em bán con này là 13.250.000. Đó. Hai sim nha. Bên hông dưới á, đây bên dưới là còn siêu viền, mọi người không? Cái này lột ra là mới nha. Bên hông nè. Đó, bên trên nè. Đây, siêu viền bên trên vẫn còn. Hai sim. Nói chung là bốn mặt là còn siêu viền hết nha mọi người. Máy cực kỳ là đẹp luôn nha. Cũng khoảng 9899 mọi người. Mọi người không? Đó, trả góp con này trả trước một giúp em 1 triệu thôi. 1 triệu thôi được. RAM 12 512GB. Đây. Em kéo lên cho mọi người xem. Đó, cái màn hình đỉnh lắm mọi người. Đó, zoom là được 100x. Không? Zoom được 100x. Rồi đây là camera selfie nè. Em quên báo cái này các mọi người. Em quên báo cái này các. Đẹp xíu mọi người. Đây. Cái tài khoản lừa đảo nè. Cái tài khoản lừa đảo sẽ thông báo lừa đảo các mọi người ơi. Lừa đảo là tài khoản MB Bank nha. 0097168509 mọi người. Hà Quốc Minh nha. Đó là số tài khoản lừa đảo. Em không bao giờ kết bạn Facebook với mọi người. Ai mà kết bạn Facebook á là lừa đảo hết mọi người. Chính chủ bên em là Vietcombank 97168509 Hà Quốc Minh. Duy nhất một số tài khoản nữa thôi. Còn mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo nha. S22 Ultra. RAM 12 512GB, 13.250. Đó 13.250 đúng không mọi người? Đó. Rồi, S22 Lut chính hãng Việt Nam. RAM 8 256GB máy đẹp. Đây. S22 Lut nè, hai SIM nhật lý nha mọi người. RAM là 8GB, bộ nhớ là 256GB, máy cực kỳ đẹp luôn, màu trắng đó mọi người. Đó. Màu trắng nữa. 9.650 máy đẹp nha. 9.650. RAM 8 256GB. Đó. iPhone thì đợi em xíu nha mọi người. Rồi, 12 Pro thì 9.450. 9.450 rồi. Còn là Redmi K50, Redmi K50 Gaming. Đó, Redmi K50 Gaming là RAM á là 8, con này RAM nhiêu ta quên nè. Con này RAM 12GB mọi người. Con này phiên bản Max Option luôn nè. RAM 12GB, bộ nhớ là 26GB. À bản Max Option là 512GB. Con này RAM 12, 512GB mà em bán giá rẻ hơn cái con mà RAM 828 nữa, 5.350, hôm bữa bán là 5.500. Thì con này em hô khách, được giá tốt, em bán giá rẻ luôn. Đó. Ok chưa? RAM 12, 512GB, Redmi K50 Gaming có phím gờ vật lý, mọi người không? Đây. Đó. Chiếc gờ vật lý nè. Đó, để cho mọi người bắn PUBG hay là Free Fire mọi người. Cái này em không gành chơi game thì em cũng không gành lắm. 5.350 thôi. 5.350 thôi. Rồi. Con Pixel 3 1.3 triệu em bán rồi nha. Anh cho anh Nguyễn Văn Linh nè. Này. À, Lê Văn Linh chứ mọi người. Sao ghi đây Nguyễn? Đây, con Pixel 3 1.3 triệu em bán rồi nha. Đó. Anh có hỏi là chốt con 1.3 triệu nhé shop. Rồi em chụp hình cho hết cho anh xem. Cho anh Linh xem và số tài khoản của anh em đây. Số tài khoản của em mọi người, Vietcombank nè, 97168509 Hà Quốc Minh. Đó là số tài khoản đúng của em. Đây khách cọc vào nha mọi người. Đó, ok chưa? Còn một con 1.3 triệu đang gắn rồi. Anh này ở Thanh Hóa nha. Rồi cảm ơn anh Linh nha. Đã em bán một con Pixel 3 1.3 triệu rồi. Em có đúng một con duy nhất thôi. Tại vì em chốt như vậy á để cho mọi người biết là con này em bán rồi. Mọi người khỏi gọi nữa, đỡ tốn tiền điện thoại của mọi người, đúng không? Rồi. Với clip 4 máy bình thường thì em đang có sẵn nè. 7.150. Đây là bảo hành 3 tháng nha. Rồi với clip 4 máy 7.150 là máy bảo hành 3 tháng mọi người.
đó. Còn với lip hành lý á, là 5,5 triệu á, là bảo test 7 ngày, có sao bảo vậy thôi. Mọi người thấy hợp lý thì mọi người ủng hộ em 7,1 triệu. À, tiếp tục đây mọi người, tiếp tục là một con em muốn bán con này luôn, đẹp xíu mọi người, em muốn bán con này luôn, con này còn pin không ta? Đây lột qua những cái này ra cái chân này, đẹp xíu, em lên con V60 này, lỗ này đây, đẹp xíu, em lên V60 1,5 triệu này, em muốn bán con này luôn đó, nhân viên ghi giá là 2,2 triệu phải không? Em giảm tiếp 1,5 triệu. Rồi mọi người chia sẻ like em cái đây, em giảm tiếp con này 1,5 triệu luôn. Đây, cái nhít đây nè. Đẹp xíu mọi người. Uống miếng nước cái. Thôi con này em bán là 1,850 triệu. 1,850 triệu thì không có cái con nào mà nó được chip 865 mà được pin 5,000 đó, mà mọi chức năng đều hoạt động bình thường, màn đẹp nữa. Em bán xả bán lỗ con này cũng khoảng gần 2 triệu á. Thôi để lâu quá rồi mọi người, để lâu quá, nhìn để hoài cũng vậy à. Thôi bán xả luôn. Đây, đầu tiên sẽ là camera F1 đó, mọi người chia sẻ like em đi để mà lên những cái deal cực kỳ là ngon cho mọi người, ok chưa? Đó, chấp nhận chơi là phải chấp nhận lỗ mọi người. Đây, cam F1 nè, cam X2 nè, đó, cam góc gọng nè, còn đây sẽ là camera selfie đó, ok chưa? Camera selfie nè, rồi màn hình cảm ứng đúng không? Mọi người muốn test em cảm ứng đúng không? Đây, test cảm ứng luôn. Đó. Con này bản Mỹ thì được full tiếng Việt, bản Nhật thì phải chạy tiếng Việt, con này là full tiếng Việt luôn, không bị lỗi gì hết. Và mọi người xem cái màn hình của nó nha, cái màn hình là con này có giá trị lắm mọi người, có vân tay trong màn hình. Đó, có vân tay trong màn hình. Đây, ok chưa? Rồi, RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB và chạy con chip Snapdragon á là 855 LCV50 Hinkley 5G. Ngoại hình của nó đây, ngoại hình của nó đây đó mọi người, mới vào cho em một lượt chấm cái mọi người, để em có động lực em lên máy lấy tiếp mọi người. 1,850 triệu, tình trạng con máy này nó bị rỉ kính này mọi người, về dán cái cường lực á là xài ok, hoặc là đi ép kính lại xài cũng ok. Em không hít ép đó, em không hít xì ba, không hít xì ba, em hít để zin bán cho mọi người luôn đó. Đã chấp nhận chơi là phải chấp nhận lỗ đúng không? Đây, ok chưa? Rồi, ngoại hình em thấy cũng khoảng 98%. 1,850 triệu. Mọi người thấy giá này được không? Mọi người thấy cái giá này được không mọi người? Đúng một cây nhất, ai chốt trên like luôn nha. Đúng một cây nhất, chị chốt trên like luôn. Rồi. Ai chốt cho cái bên 60 nhắn tin giùm cái nha Trưng ơi. Dạ. Con cây mất công khách gọi nhiều quá. Tiếp tục là mấy con Note 20. Đẹp xíu. Note 20. Bản Việt Nam nè. Bản hàng. Em có hai con bản Việt, một con bản Việt Nam. Em quên lên cái con này các mọi người. Con này em hô của khách, khách lên đời. BC4XL. BC4XL là chip Snapdragon 855 nha. 855 mọi người. Đó. RAM 600 a, một nhớ là con này bộ nhớ nhiêu ghi vậy? Em nhớ bộ nhớ đây, bộ nhớ là 64GB thôi. Hai sim. Màn hình 90Hz. Con này bán giá là 3,3 triệu. 3,3 triệu. Đó. Không, 3,3 triệu. Đây, BC4XL chụp hình đỉnh lắm mọi người. Chụp tấm hình cho người xem. Em quên ghi xếp máy cho khách rồi. Đó, chụp một tấm hình cho mọi người xem. Chụp cái con Note 20. Bấm cái bụp. Và đang xử lý. Xử lý xong. Đó. Mọi người thấy không? Ok chưa? Như vậy đủ đẹp cho mọi người. Đó, đủ đẹp cho mọi người. Rồi. 3,3 triệu. 3,3 triệu mọi người. Đó. Tiếp tục em lên một con Note 20. Bản Việt Nam chính hãng nha. Bản ép là bản Việt Nam chính hãng mọi người. Hai sim lý nè, mọi người không? RAM là 8GB, bộ nhớ là 26GB, màu xanh min. 6,200 triệu. Đây. 6,200 triệu. Máy quá đẹp mọi người. Tầm khoảng 98%. 6,200 triệu. Còn mấy con bản hàng. Bản hàng mà đẹp 99%. Mọi người không? Đẹp 99% bản hàng nè. Em có hai con thôi. Bản hàng á là được RAM 8GB, bộ nhớ là 256GB, nhưng chỉ được một sim. Nó chỉ có một sim. Và quan trọng nhất á là chạy con chip gần á là 865 cộng. Con này chạy con chip Exynos. Đó, mà tại hai sim á mình chuộng hơn là bản một sim. Tính ra cấu hình con Note 20 bản hàng á là nó mạnh hơn.
và con này sẽ được 5G. Bản Việt Nam mình chỉ được 4G. Đó, bản Việt Nam mình chỉ được 4G mọi người. Đây. Đó, chỉ được có 4G, nó không ghi chữ Việt Nam mọi người không? Chỉ được có 4G thôi. Con này 5G. 5.750. Đó, máy đẹp 99 nè. Đó, máy đẹp 99 nha mọi người. Đây. Đẹp 99%, còn siêu viền luôn. Máy rất là đẹp. Đây. Không, quá đẹp luôn, màu xanh min nữa. Rồi. LG V60 em đã bán. Đó, em bán rồi nha mọi người. Mọi người khỏi chuyển khoản nữa nha, mất công em trả cọc lại mệt lắm. Với em chốt trên live. Ai chốt xong á em sẽ công khai thông tin luôn. Đó, công khai thông tin luôn, mọi người thông cảm giúp em nha, tại vì mất công á, em không công khai mọi người sẽ nói em là câu like. Đây, anh Lâm nè. Đó, em mình chốt V60. Rồi. Ship ạ. Đây, em chụp hình hết nha, rỉa kính. Đây địa chỉ nè. 97168 59 Hà Quốc Minh. Đó, Vietcombank mọi người. Vietcombank nè, em có duy nhất một số tài khoản này thôi. MBBank là lừa đảo nha. Đó. Anh này ở đâu ta? Anh này ở Trà Vinh. Trà Vinh quê luôn. Rồi, 1.8 bán rồi. Mọi người thông cảm giúp em nha, em sẽ công khai thông tin địa chỉ, số điện thoại khách hàng. Mấy con máy hành lý. Còn mọi người không tin thì cứ gọi số đó, tại vì ngày nào chốt trên live á và hành lý á là mỗi địa chỉ một khác nhau. Đó, mọi người có thể muốn gọi số đó hỏi có đánh đúng cái máy đó không đó. Đó. Hoặc là mọi người thấy con máy đó ngon quá, mọi người có thể gọi số điện thoại đó chia lại. Chia lại. Rồi, Mi 13 Lite, RAM 8 26GB, chip 7C1. 7C1 mọi người. Đó, RAM 8 nè. Bộ nhớ là 256GB, con này bản chính hãng. Giá bán là 5.850. 5.850 mọi người, Mi 3 Lite. Còn hai con luôn, chính hãng luôn. Chốt trả góp không shop, bên em trả góp là không cần trả trước cũng được. Trả góp thì phải đến cửa hàng nha. Không trả góp online được, mọi người thông cảm giúp em. Đó, có xà báo vậy. S20 5G có ai đang đợi con này không? S20 5G. Đây. Em có được hai con. Ê, sắm gớt rồi mọi người. Em có được hai con. Hai con đều là máy đẹp luôn. Mọi người xem nè. Mua được đúng hai con, lâu lắm rồi mới có cái mã này mọi người. Đẹp khoảng 9899% á. 9899 mọi người. Đây. S20 5G. Con này phiên bản là RAM 12GB nha. Phiên bản RAM 12GB và bộ nhớ là 128GB, mọi người thấy không? Con này bán giá là 4.3 triệu, máy đẹp. Đó, S20 5G con này bản hàng nha. Con này chạy con chip Snapdragon á là 865. Rất là đẹp mọi người. Đây. X3 nè, X1 nè, góc gọng nè. Và cái máy nè. Được không? Máy đẹp không? Quá đẹp luôn. Đó, 4.3 triệu. Màu trắng cũng 4.3 triệu luôn. Đây em sẽ cho mọi người xem các ngoại hình của nó. Đẹp cỡ nào? Đẹp cỡ nào mọi người? Không, 4.3 triệu. Nãy giờ la nhiều quá, em mệt quá mọi người. À, hôm nay có ghi dùm 5.1 triệu hay cho 5.1 triệu. Số là 5.1 triệu luôn. Hôm nay em có một con S20 Loop bản đặc biệt. Con này bản BTS mọi người. S20 Loop bản BTS á. Con này không biết mọi người biết không nữa. Đây, S20 Loop RAM 12GB, bộ nhớ con này là 256GB. 256GB bộ nhớ rồi. Đó, bản BTS. Đây. Máy nè. Quá đẹp. 5.550. Cái camera của nó là zin, là nó sẽ có một cái trái tim đấy luôn mọi người. Không phải là camera luôn nha. Đó, zin là sẽ có trái tim đó luôn á. 5.550. Đây là hai con bản bình thường. Một con màu xanh, một con màu đỏ. Đó. Bản bình thường thì em bán là RAM 12, bộ 26GB. 5.1 triệu luôn. Con màu xanh cũng 5.1 triệu luôn. Và mọi người xem ngoại hình của nó. Không. Em quay cận cảnh và chi tiết nhất cho mọi người. Đã mà bán online mà không qua chi tiết nữa mất công lắm rồi. Mọi người nói sao những cái máy nó không giống trên live vậy. Đó. Ok nha. Ok chưa? Đó. Tiếp tục là Reno 10 chính hãng Việt Nam, 6.800.000. Đây. Reno 10 RAM 8 256GB, chip là Dimensity á 7050.
máy cũng rất là đẹp nha, 6.800.000, màu đen thì cũng vậy luôn, 6.800.000 luôn. Đây RAM 8 26GB mọi người đó. Còn là Oppo Reno 8T 5G chính hãng Việt Nam. Vút không ngay mới được. Vút ngay mới được mọi người. Oppo Reno 8T 5G RAM 8 128GB, giá bán là 4.9. 4.900.000, máy đẹp nha. Máy quá đẹp luôn mọi người ơi. 4.9. Reno 8T 5G RAM 8 256 là 5.1. Con này dung lượng cao hơn. Không, 26GB, 256GB 5.1. Cái này báo giá thôi. Oppo Reno 7Z 5G. Đây. Reno 7Z 5G RAM 8 128GB, chip là 695. 3.850. Oppo Reno 8 5G RAM 8 256GB 5.500. Đây ngoại hình của nó đây. Đó, Dimensity 1300. RAM 8 nè. 256GB nè. Đó, 1300. 5.500. 5.500. Oppo Reno 7 4G RAM 8 128GB, máy đẹp. Máy quá đẹp luôn. 3.650. 3.650 thôi. Đây, RAM 8 128GB, chip là 680, 3.650. Samsung Galaxy A72. A72 á là RAM 8, bộ nhớ là 256GB. Đây, RAM 8 256GB, màn hình 90Hz nha. Con này màn hình 90Hz mọi người. Hai SIM chính hãng, pin là 5000. Giá bán là 4.200. 4.200.000, máy cũng còn khá là đẹp nha. Con này mọi người chạy mà chạy Grab hay là giao hàng á thì con này rất là ok mọi người. Chính hãng Việt Nam đó, màn hình to nữa. Samsung A51 mọi người, RAM 628GB nè, A51. Đây. A51 hai SIM chính hãng nha. 2.650. Samsung A23, em có hai con. Đây. 2.750, RAM 428. RAM 4GB, bộ nhớ là 128GB, 2.750, hai con. Có giao hàng tận nơi không vậy? Em có nha anh Hữu Phạm ơi. Bên em là cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha, nên mọi người yên tâm. Đó. Tiếp tục là một con Samsung A15. A15 bây giờ trang bị cái màn hình á là AMOLED luôn mọi người. Đó mọi người không? Hai SIM nè, pin 5000. RAM á là 8GB luôn. RAM là 8GB luôn, bộ nhớ là 128GB. Mọi người không? A15. Màn hình là 90Hz. Giá bán con này là 4.200.000 nha, bảo hành tháng 2 2025. Ồ, tính ra cái A15 mà bây giờ thiết kế cũng đẹp mọi người. Không? Đẹp keng luôn á. Đẹp keng luôn, 4.200.000. Con này A15 4.450. A15 hai phiên bản nha, phiên bản thứ nhất là bản 4G, phiên bản thứ hai là bản 5G. Này. Hai con này A25 chứ người. Ủa. Con này A25 chứ. A25 4.450. Ủa con này lộn giá rồi. Con này mang quay lại mọi người, con này lộn giá. Con này mang quay lại. Oppo A98 5G nha. Đây. Oppo A98 5G. RAM 8 nè, bộ nhớ là 26GB, chip là 695. Oppo A98 5G 5.6. Nhà mình mua 6 cái iPhone của em rồi, xài tốt lắm. Cảm ơn anh Phạm Hùng nha. Đó, cảm ơn anh đã ủng hộ em 6 cái điện thoại luôn. Để em báo giá các người. Chiếc bát em có hai con đó thôi. 6.550. Đây Oppo A98 5G 5.6 mọi người, máy đẹp. Nãy giờ la nhiều quá hết nói nổi. Hết nói nổi rồi. Rồi. Tiếp tục là một con A30s 2 SIM nè, pin là 4000, 1.850. Đó.
1.850.000. Báo giá không mọi người? Em nãy giờ like nhiều quá hết hơi rồi. Hết hơi thiệt rồi. Note 10 bản Việt Nam chính hãng nha. RAM 12GB, bộ nhớ 26GB. Con này bán giá là 5.650.000 thôi. Con này bút màu xanh. Mấy dòng Note 10 em không bao bút nha, chỉ bao viết được thôi, không bao kết nối bút được. Đó, có sao bảo vậy. Tại vì dòng Note 10 là cái đặc điểm nổi bật, đặc điểm đặc trưng của con Note 10 á là xài thời gian nó không kết nối bút được. A34 5G. Đó, pin 5000. RAM 8 256GB, màn hình là 120Hz, 5.1 triệu, máy đẹp nha. Máy quá đẹp luôn. Bảo hành tháng 1, bảo hành đến tháng 11/2024. À, 72 rồi, 12 mất, 4 mất rồi. S23 Ultra 19.850.000. Còn bản con này bản 512GB. Bản 512GB. Bảo hành tháng 6 2024 mọi người. Máy đẹp. Trả góp và trả trước giúp em 5 triệu thôi. Redmi Note 12 Pro 5G. Redmi mà phân khúc tầm trung tầm thấp. Đó. Bây giờ cũng làm rất là tốt, này tầm trung rồi chứ không phải tầm thấp. Cấu hình là Dimensity á 1080 nè, RAM 8 nè. Bộ nhớ là 26GB. Bây giờ các hãng điện thoại cạnh tranh quá nên giá rẻ mọi người, thật sự là vậy. Mà cấu hình cũng khá là ổn luôn. 4.450.000. Đó. Redmi là một cái thương hiệu mà giá đánh vào phân khúc giá rẻ nhưng mà cấu hình mạnh. Cho anh xem lại con Note 10, Note 20 bản hàng 5.7. 5.7 thì em đang có hai con. Em sẽ quay cận cảnh cho anh xem. Đó, cận cảnh chi tiết nhất có thể nha. Ok chưa? 5.7. Còn màu xanh thì nó phải chân viền. Đó, nó phải cái này kiểu là sạc pin á, sạc không ghim vô một cái một đâu mà cứ gà lên gà xuống, gà qua gà lại xong chạy luôn. Đó. Gà ghiếc bây giờ nó chạy luôn, nó chạy hết khúc luôn, phải không? À. Ok chưa? Màu ta màu xanh min. 5.750.000. Còn đây là màu đồng máy đẹp này. Màu đồng mà chân sạc nó không bị. 5.750.000 luôn. Ok nha. Để em coi còn trong trại. À, còn mấy cái máy cũ của em thôi. Em báo giá cho nhanh. Em sẽ báo giá nhanh, mọi người thông cảm giúp em nha. Báo giá nhanh còn lẻ nhất. Mi Mix 4 7.550.000. Đó. Đâu phải bán lúc nào là lấy máy về là cũng bán hết liền đâu, đúng rồi. Như Clip 4 nè, 7.150.000 nè. Đó. Máy đẹp 7.150.000 như Clip 4. Ok chưa? Cây nào chịu ba, còn dòng bị xem được không anh? Bị xem hết rồi. Realme 11 RAM 828 4.350.000. Redmi Note 12 RAM 428 2.950.000. Quang G mới nhắc vào. CV2 con này nếu mà chính hãng sẽ là Mi 13 Lite mọi người. Cũng là chip á là 7.1 á. Nhưng mà sách tay thì nó rẻ hơn, 4.650.000. Mi 12T Pro RAM 8 256 6.750.000. Con này chip á là 8 cộng Zen 1 nha, chip cực kỳ là mạnh luôn. RAM 8 256GB. 8 cộng Zen 1. Đó. 6.750.000. A73 5G 5.550.000, máy còn siêu viền luôn, không? Còn siêu viền. 10XG độ giỏ mọi người, 4.650.000 nha. Con này khách bán lại. Họ khách bán lại xong xin mật khẩu rồi trời. Họ đẹp xíu ngày mai quay lại mọi người. Con này mai quay lại nha. Khách bán lại mà quên xin mật khẩu rồi. Realme CT 3T RAM 8 256 4.150.000. 12 mini 7.3 pin 100. Đó. 13 mini 8.9 256GB pin 100. Này còn mình không dám thâu. Mi 11 RAM 12 và 26GB 5.350.000. Con này chip Snapdragon 888 nha. Đó, 256GB 5.350.000. Cái này báo giá là
A23 2.950. Giá phone 5 22.300 mọi người. Máy là còn siêu việt hết nha. Đó. Đẹp 99%, giá phone 5. Giá phone 5 23.300 luôn rồi. Có nhờ màu khác thôi. Đây màu khác thôi. Đó, giá phone 5. Giá phone 4 là 15.550.000. Giá phone 4. Máy đẹp. Đây giá phone 3 nè. 12.450. Giá phone 3. Đó. 12.450. Bây giờ la nhiều quá mệt quá mọi người. 14 nút màu đỏ 13.850. Pin 95. 15 Chrome Max pin 100 bảo hành thấy 11. 27.200. Đó. Điện thoại không bắt máy giờ này thì nhân viên em về hết rồi. Ngày mai thì em sẽ gọi là nhắn tin là mọi người nha. Mọi người không chậm giúp em. S23 2 SIM 10.300 mọi người. Chính hãng Việt Nam. iPhone 13 10.300 50.000. Còn có mấy cây à? Không phải ngày nào cũng có hàng tồn vậy á. S21 5G 2 SIM 5.450. Còn đó thì ngày mai em xin cái mật khẩu. Em sẽ báo cho mọi người. Giờ này cũng chưa biết mật khẩu nữa. Mệt quá mọi người. Hôm nay lai mệt. Nãy giờ ngồi la quá. Nãy giờ ngồi la nhiều quá. Rồi đây. Tài khoản lừa đảo. Lừa đảo nè. MB Bank 0097168 59 Hà Quốc Minh là số tài khoản lừa đảo nha. Đó, MB Bank là lừa đảo mọi người. Và em không bao giờ kết bạn Facebook với mọi người nha. Nếu mà có ai nhắn tin kết bạn Facebook với mọi người á, ai mà kết bạn với mọi người á là lừa đảo hết mọi người. Mọi người lưu ý giúp em. Em không bao giờ kết bạn Facebook. Đó, lưu ý giúp em nha. Còn chính chủ á là Vietcombank 97168 59 Hà Quốc Minh, duy nhất một số tài khoản này thôi. Còn mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo nha. Đó, bên em bán cho người á là bảo hành 3 tháng 1-1, không bảo hành gây nước cứng đớm màn hình và có hỗ trợ trả góp không cần trả trước. Trả góp thì mọi người phải đến cửa hàng nha. Không làm hồ sơ trả góp online được. Ship code á thì bên em sẽ cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Đó, kiểm tra hàng trước khi thanh toán và ship code đó, là mọi người phải cọc trước á, ít nhất á máy dưới 5 triệu cọc 300, máy trên 5 triệu á cọc 500, máy trên 10 triệu sẽ cọc 1 triệu. Bên em không yêu cầu chuyển khoản đủ hay nửa tiền nha. Đúng số tiền đó mọi người cọc là được rồi. Và bên em có hưu cũ đời mới tất cả các dòng máy Oppo, Realme, Samsung, Sony, LG, bên em vẫn hỗ trợ mọi người hưu cũ đời mới hết. Và máy lỗi nhẹ bên em vẫn hỗ trợ mọi người hưu cũ đời mới luôn. Đó, quan trọng là em bán được cái máy của em, hỗ trợ mọi người tối đa luôn. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem buổi livestream của em. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Bye bye.